Tôi ơi, con đang làm gì đó? Đang chơi game mẹ ơi, đã quá, mới làm máy lại. Đây đây, để chỉ đây. Thấy không, thấy rõ không? Thấy rõ không, đấy, đang chơi game, này chụp cú ý đấy. Đấy, thấy không, đang chơi ngọc rồng rất đã luôn mẹ ơi. Đấy, trời ơi, có máy lạnh mà chơi rất phê. Rất phiêu anh em, đấy là hôm nay được mẹ mình hỏi thăm. Rất phiêu luôn, đấy, rất đã luôn, hai trời có máy lạnh. Cảm giác nó rất là phê luôn. Cảm giác quá đẹp anh ạ. Trời ơi, vừa chơi game mà vừa có máy lạnh thế này. Đấy, mẹ quay lên này. Mẹ quay lên đây cho mọi người xem có máy lạnh. Đấy, đấy, con. Đấy, đây để con. Đấy, anh em thấy mình vừa ráp con máy lạnh không? Đấy, ngon lành chưa? Đấy, chỉ có vài triệu thôi. Sau vài tháng cố gắng thì mình đã bỏ tiền ra chịu chơi chứ. Chịu chơi luôn. Đấy, bỏ tiền ra mua máy lạnh. Đấy, chơi ngọc rồng rất phê. Đấy, ở đây thì mình có một màn hình ngọc rồng. Trên ngọc rồng anh em biết đấy, dạo này thì có một số nơi thì lũ lụt, nhưng một số nơi thì phải là nắng nóng kinh khủng luôn. Và mình quyết định đã đầu tư cái con này rồi. Đấy, lại có người gọi điện. Mẹ tắt điện thoại đi mẹ ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Anh em thấy con máy lạnh của mình thế nào? Vừa mới ráp xong rất là phê lòi. Chơi ngọc rồng thì phải là quá tuyệt vời. Đấy, ngồi dưới ghế nè, ngồi dưới ghế chơi ngọc rồng săn boss rồi thì rằng mấy thằng như đại ca 8B, ca 97R hay là laser 77 săn boss với mình không đủ tuổi khi mình có cái máy lạnh này, rất là đã luôn. Ok mọi người, và thì cuối cùng sau bao nhiêu lâu tích góp thì khá lâu rồi đấy, thì mình đã mua được một cái máy lạnh, thế rằng quá thần kỳ, rất khổ anh em. Và sau bao nhiêu lâu thì mình đã mua được máy lạnh rồi, một cái máy lạnh phải nói rằng thần kỳ trong cái phòng này, phải nói rằng thường ngày mình làm clip cho anh em xem, phải nói làm clip thì không được bao nhiêu, một tháng thì được đâu 2 triệu hơn, và có khi không được nữa cơ. Đấy, tùy theo lần lượt xem của anh em thôi. Đấy, lượt xem nhiều thì càng được nhiều tiền đấy. Ok, thì nói chung là sau bao nhiêu lâu thì có thì mình đã mua được một cái máy lạnh như thế này, nó đỡ hơn rất nhiều luôn anh em, đỡ hơn rất nhiều luôn. Nào là làm cái clip bây giờ là nó đỡ nóng này, rồi thì nó đỡ này, các kiểu luôn, rất là sướng luôn. Và đây là clip đầu tiên mà em test thử cái máy lạnh của em, rất phiêu, cảm giác rất phiêu. Cái hãng của nó là như là Samsung anh ạ, Samsung của điện máy xanh. Ok, và bây giờ thì mình mua cái máy lạnh nhưng mà vẫn được tặng một món đồ đó. Đây chính là cái đơn hàng, một cái phiếu mua hàng thì giá 400.000 do điện máy xanh tài trợ. Không phải, cái này không phải là tài trợ, mà cái này là do mình mua cái máy lạnh này, cái máy điều hòa này được cái tặng, được tặng một phiếu mua hàng. Bây giờ mình sẽ dành tặng cái phiếu mua hàng này cho mẹ mình nhá. Ok. Mẹ ơi. Và đây nói nè. Ok mọi người, đây chính là cái phiếu mua hàng mà được bên điện máy xanh đã tặng, một cái phiếu mua hàng trị giá 400.000 này. Bây giờ mình sẽ gửi cái phiếu mua hàng này cho mẹ mình để mẹ mình muốn mua gì mua. Chắc là mua dao kéo thì với 400.000 này thì có thể mua được một cái máy xay sinh tố chẳng hạn. Máy xay sinh tố mình nghĩ là tầm 500-600.000, bù thêm 100-200 nữa là có một cái máy xay ngon rồi. Đấy, với cái phiếu mua hàng này thì mẹ mình có thể làm được rất nhiều điều mà mình không biết được. Ok, bây giờ mình sẽ gửi tặng cái phiếu mua hàng này cho mẹ mình. Đây, mẹ. Đây. Ok, đấy, đây là mẹ okay. Mình này. Đây là mẹ mình, và mẹ mình thì nói chung là lầy ngang mình nha anh em. Đấy, cười kìa, trời ơi, cái dòng cười thô bạo. Đây, và bây giờ đây là cái phiếu mua hàng. Mẹ tính mua gì về cái phiếu này? Mua được cái gì? Mua được cái máy tính tối là cũng như mấy nữa à? 400.000 lận á, 400.000 không phải là 40.000 đâu. Mấy cái máy tính tối chứ có gì đâu. Đấy, rồi ok, vậy thì mẹ mình đã quyết định là mua gì đó thì chắc là kệ mẹ mình, không quan tâm nữa. Đấy, coi như là con mua cái máy lạnh là được tặng mỗi một cái phiếu đó thôi á. Và bây giờ con tặng mẹ rồi đấy, thấy đã không? 400.000 chứ có phải 40 đâu. Mừng. Cái này mừng. Nhưng mà cái này là mua là Tết xài ngon, tại chắc, do mình chắc tối đi nắm ngủ rồi. Nắm ngủ. Đấy, mẹ mình là nói tiếng miền Bắc anh em thấy không? Người thì dân miền Nam nhưng mà nói tiếng miền Bắc rất sốc hà. Đấy. Nhưng mà không sao, cũng được cái phiếu giảm giá là ngon rồi. Anh em thấy mà mình không cái máy mua lạnh, cái máy lạnh là thay vì trả nói chung là không trả đến từng đó tiền đâu, trừ lại 400.000 nhưng mà mình không ngặt trừ, mình vẫn lấy cái phiếu giảm giá này về tặng cho mẹ mình để mẹ mình mua cái gì đó Tết xài chẳng hạn. Ok, phiếu không? Mua 400.000 này là mua ít nhất là được 4 con dao thái VIP á nhá, không phải là vừa đâu. Đấy, ok, thôi được rồi, mẹ cầm ra ngoài để mẹ đi mua gì mẹ mua nhá. Cảm ơn con nhá. Rồi, ok, ok. Anh em thấy mẹ mình bá đạo không? Thôi được rồi, chắc có lẽ là clip này mình dừng lại tại đây thôi.
Ok, bye mẹ. Tiếp tục với công việc của mình thôi. Ok mọi người, thôi được rồi, bye anh em nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. 1 cộng 1 bằng mấy? 2. Đó, ui giời, tay của mình đúng đấy. 2 cộng 1 bằng mấy? 3. Ui giời, sao tay của mình kinh đấy anh em nhỉ? 3 cộng 1 bằng mấy? 4. Ui giời ơi, tay của mình đỉnh đấy nhỉ? 4 trừ 1 bằng mấy? 3. Trời ơi, tay của mình hay thật anh em. Đúng là bàn tay thần thánh đi rồi. Được rồi, tất cả mọi người đã xem clip của mình, cảm ơn anh em nha. Bye anh em. Thôi được rồi.